Vâng, xin chào tất cả các bạn. Tôi là Johnny Thông đây, admin kèo thơm ICO.com. Vâng, tôi làm cái clip này để thông báo nhắc nhở cho một số nhà đầu tư. Bởi vì một số người đã quá trễ trong cái việc đăng ký, cho nên là có một cái thông tin rất quan trọng. Nhưng mà trước khi tôi công bố thông tin đó thì anh chị vào cái group chat Telegram, hơn 2.000 người để cập nhật những thông tin mới nhất về ICO các anh chị nhé. Vâng, và anh chị hãy cập nhật trên YouTube. Trên YouTube của tôi, anh chị lên trên YouTube Johnny Thông các anh chị nhé, để các anh chị có thể cập nhật một số thông tin quan trọng. Đây là kênh chính chủ của tôi. Đấy, anh chị có thể lên để coi những cái clip mới nhất về những cái bài thông tin đăng ký của tôi, với 11.000 người đăng ký, gần 12.000 người và 4,6 triệu lượt xem. Ok. Và cái thông tin ngày hôm nay đó chính là ARC Block, hay viết hay đọc là ARC Block, nó kết thúc cái việc đăng ký vào ngày mai. Đúng ngày mai thì nó sẽ kết thúc cái việc đăng ký, bởi vì quá hot. Bởi vì anh chị thấy này, nó có 35.000 người ở trên Telegram. Và đó là cái sức hút khủng khiếp. Và trong ngày đầu tiên đăng ký KYC thì nó đã 25.000 người đăng ký và nó rất hot. Để có 186 triệu thôi. Và anh chị thấy mua nó huy động là 37.000 ETH. Mà hơn 35.000 người, giả sử như một người mua một ETH này này, Ethereum này này, thì đã hết cái hard cap này rồi. Cho nên tôi cá là anh chị mua rất khó. Chỉ là gì ạ? Chỉ là một người mua một ETH thôi đã đủ là không đủ để bán rồi các anh chị. Cho nên là cạnh tranh nhau mua rất là hot. Ok. Private sale là đã bán xong rồi, bây giờ là public sale. Các anh chị phải yêu cầu đó là KYC và một ETH là 1.900 ABT. Các anh chị phải cố gắng kiếm được ít nhất là một ETH nha. Và anh chị hãy đăng ký cái đường link của tôi bên dưới. Bởi vì đăng ký trong ngày hôm nay, anh chị nộp KYC thì hy vọng các anh chị nằm trong cái danh sách list để mua trong đợt ngày 3 tháng 2 sắp tới sẽ mua. Ok. Còn nếu anh chị từ đấy ngày mai không làm thì các anh chị đã bỏ lỡ cơ hội về cái blockchain 3.0 này rồi. Nó là cái nền tảng sau này, rất cái coin là nền tảng các anh chị, platform. Nó giống như Bitcoin nền tảng thứ nhất, Ethereum nền tảng thứ hai, và đây là đến ARC Block là nền tảng thứ ba. Ok. Và anh chị sẽ rất hối tiếc cho mà coi. Được không nào? Đó là cái thông tin. Và khi các anh chị đăng ký, cái đường link của tôi để bên dưới này để ủng hộ Kèo Thơm ICO cũng như là Johnny Thông, thì anh chị sẽ nhận được một cái email. Anh chị mới đăng ký xong thì anh chị sẽ nhận được cái email như thế này. Đó. Thì anh chị sẽ click vào đây để confirm email. Sau khi anh chị confirm email xong rồi thì anh chị sẽ, nó có gửi anh chị tiếp một cái email tiếp theo, đó là cái email ARCLOCK này. Ok. Và anh chị sẽ bấm vào đây để submit. Và sau khi click vào đó thì anh chị điền thông tin. Thì tôi đã điền xong, cho nên là nó báo là đến bước thứ hai rồi. Nó sẽ xem xét trong 3 ngày. Sau khi xem xét xong, nó chuyển qua là bước thứ 3. Còn nếu anh chị mà chưa điền thông tin, thì nó sẽ hiện ra một cái bảng như sau. Anh chị lên trên cái kèo thơm này này, anh chị sẽ thấy nó hiện là một cái bảng để điền KYC vào. Đây, như thế này. Anh chị nhớ điền các anh chị nha. Đây. Đó, nó hiện ra một cái điền form này. Thì anh chị tích vào đây là Việt Nam, tên, họ. Anh chị click vào đây là cái gì ạ? ID là chứng minh của mình á. Thì anh chị tải lên là mặt trước, mặt sau, ảnh tự sướng, tức là ảnh chụp chân dung các anh chị đó. Sau khi các anh chị bấm xong, anh chị submit thật như vậy này, thì là ok. Và sau khi vào hệ thống thì anh chị thấy là cái verification in process, tức là trong quá tiến trình xem xét, thì anh chị đã thành công. Ok. Và sau đó nó hiện ra cái như thế này. Ở bước thứ hai thì anh chị thấy ở bước này là nó đang xem xét cái việc của mình. Nhớ là sau ngày mai là không còn đăng ký được. Còn tất cả những người đã đăng ký rồi mà chưa có hoàn thành việc KYC thì hôm sau, đảm bảo chắc chắn là trước ngày 3 tháng 2 anh chị được nhận cái mã để anh chị mua token này. Ok. Nào, hãy đăng ký ngay để không bỏ lỡ cơ hội này nhé. Blockchain nền tảng 3.0, cái platform tuyệt vời này. Và hãy đăng ký dưới đường link của tôi để anh chị được giảm 2% nữa, tặng thêm 2%. Ok. Hãy nhớ hai điểm: ngày mai hết hạn đăng ký, và đăng ký link của tôi, anh chị có thêm 2% bonus.
Một lần nữa tôi là Johnny Thông, admin kèo thơm ico.com. Xin chào và hẹn gặp lại.